số sinh viên 18146222 lớp vi xử lý sáng thứ 6 tiết 123. Nay em sẽ trình bày cái bài tập 5. Nội dung là điều khiển 8 led 7 trọn đếm theo yêu cầu. Cụ thể là led 12 sẽ đếm lên từ 0 đến 15. Mỗi lần tăng một giá trị. Led 78 đếm xuống từ 26 xuống 00, mỗi lần giảm 2 giá trị. Các led còn lại hiển thị dấu gạch ngang. Việc đếm lên và đếm xuống này xảy ra đồng thời và lặp lại theo chu kỳ. Nghĩa là trạng thái ban đầu là led 12 là 00 và led 78 là 26. Thì led 12 khi mà đếm lên thì led 78 nó cũng sẽ đếm xuống đồng thời. Led 12 đếm lên một đơn vị thì led 8 sẽ đếm xuống, led 78 sẽ đếm xuống hai đơn vị. Và cho đến khi mà led 12 nó đếm tới 15, led 78 đếm xuống 0 thì nó sẽ reset lại trạng thái ban đầu để mà lặp lại cái chu kỳ đếm. Đây là cái mình đã mô phỏng trong phần mềm. Nó cũng có các thành phần giống như là bài tập 4, không có gì thay đổi. Ở đây cũng là có 8 con led 7 đoạn cutoff chung với cái chân ABCD, EFG và DB nói vào, được nói song song lần lượt vào bọt sơi từ chân RC0 đến chân RC7 qua cái đường chở hai dòng. Và ở đây là có chân cái chân cathode của 8 led đã được đánh số từ 1 đến 8 thì được nói lần lượt vào các chân RD0 trên tấm chân RD7 của bọt D qua một cái con transistor. Cái phương pháp mình sử dụng để giải quyết cái bài tập này là cái phương pháp quét, nên là các cái chân cathode là sẽ được nói qua nó và nó vào các cái chân RD0, cái chân RD7 qua các cái transistor. Ở trong mô phỏng thì mình sử dụng cái cổng nốt để làm thay thế. Còn về nguyên lý thì phải sử dụng cái transistor. Ngoài ra còn cái chân VDD và chân VSS là được ẩn trong phần mềm. Các cái chân Master Clear thì nó có nút reset. Em sử dụng dao động ngoài thạch anh là 20m. Thật ra là em sử dụng 20m. Đây là cái lưu đồ để thể hiện cho bài tập này. Là ban đầu thì bắt đầu chương trình, mình sẽ bắt đầu, mình sẽ khai báo thư viện, khai báo biến và có hình các chân. Trạng thái ban đầu của các led là led 1 và led 2 là bắt đầu từ 00, led 7 và led 8 là từ 26 và các led còn lại hiển thị dấu gạch. Thế mình sẽ có một cái chương trình con là hiển thị để nó quét lần lượt từng các con led sáng lên với cái chu kỳ nó nhỏ. Mình sẽ thì theo cái hiện tượng lưu ảnh trên mắt mình thì mình sẽ cảm thấy như là tất cả các led cùng sáng và mình cảm thấy nó đang hiển thị ra cái giá trị. Ở đây em sẽ có cái vòng lặp đếm là bằng 16, đếm nó sẽ lặp lại 16 lần từ 0 đến 15. Và ở đây là tức là bởi vì led 12 nó đếm từ 00 đến 15, nên nó sẽ đếm 15 lần. Led 78 đếm từ 26 xuống 00, nhưng mà mỗi lần nó giảm 2 giá trị, có nghĩa là nó chỉ đếm 13 lần thôi. Có nghĩa là khi mà có nghĩa là trường hợp là khi mà mình đếm từ 26 xuống 0 rồi, nhưng mà led 12 nó vẫn chưa hoàn thành cái chu kỳ của nó, thì ở đây mình sẽ chọn cái biến đếm ở đây là cái số dòng lớn nhất. Một chút nữa mình chỉ cần cho cái led 78 nó dừng lại, nó chờ led 12 đếm thì nó mới lặp lại, đếm xong thì mới lặp lại chu kỳ là được. Thì ở đây là sẽ có mình sẽ bắt đầu từ là so sánh led 12 xem nó có nhỏ hơn 16 hay không. Có nghĩa là lúc này giá trị của led 12 thể hiện ra nó có nhỏ hơn 16 hay không. Nếu mà nhỏ hơn thì nó sẽ cộng 1. Và led 78 nó có lớn hơn 1 hay không, có nghĩa là lúc này là nó vẫn đang có thể trừ được thì nó sẽ trừ 2.
led 78, khi mà đến khi mà led 78 nó nhỏ hơn bằng 1, có nghĩa là lúc này là led 78 nó đã đếm xong, nó đã trừ xong. Thì lúc này theo như cái trường hợp hồi nãy mình đã nói là lúc lúc led 78 nó xong chu kỳ của nó thì led 12 vẫn chưa xong, nên là ở đây mình sẽ cho led 78 nó dừng lại, nó bằng 0 và nó chờ led 12 cho đến khi mà led 12 nó đếm tới 15, có nghĩa lớn hơn 1 bằng 16. Ở đây là thì lớn hơn 1 bằng 10 bằng 15 thôi. Ở đây chỉ cần bằng 15 là đủ. Thì cho đến khi mà led 12 nó đếm tới 15 thì nó đúng, thì nó mới quay trở về từ đầu để nó lặp lại cái chu kỳ mới. Và sau mỗi lần mà led các led nó thay đổi giá trị, nó tăng lên 1 hoặc là trừ đi 2 hoặc là bằng 0 thì nó đều trả về cái hiển thị, để nó hiển thị xuất ra ngoài mình thấy được cái quá trình đếm của nó. Đây là cái chương trình em đã viết sẵn. Đầu tiên là mình sẽ có khai báo thư viện, khai báo biến, có hình cách chân. Thì ở đây em có ở đây mã bay đoạn thì nó cũng tương tự là từ các số từ 0 tới 9. Và cái dữ liệu hiển thị thì mình sẽ thay thế cái dữ liệu hiển thị từ từ 2 cho đến từ 2, 3, 4 và 5 là các cái dấu gạch, có nghĩa là không biết BF. Còn không biết C0 không. Còn các cái chân led 1, led 2 và led 7, led 8 thì một chút nữa mình sẽ thay đổi. Ở đây thì có một cái biến quét. Và cái chương trình con hiển thị, cái chương trình con hiển thị để được dùng để hiển thị các đường led của mình. Em sử dụng ở đây là cái phương pháp quét, thì nó gần như là nó hoàn toàn là giống như là mình hiển thị giờ phút giây. Thì ở đây em cho cái chu kỳ quét nó là 25 để tiết kiệm thời gian mô phỏng, bởi vì mình không cần nó đếm chính xác là 1 giây một lần đếm. Còn các cái thành phần còn lại thì nó tương tự, nên là mình cũng chọn một led để mình xuất cái dữ liệu nó ra. Sau đó mình delay, khoảng delay này nó nhỏ khoảng từ dưới 4 mili giây. Sau đó mình có một dòng dòng để chống l� và mình bắt đầu mình chọn led tiếp theo. Cái chu kỳ này nó sẽ quét liên tục 25 lần. Mình sẽ thấy là cái dữ liệu của mình nó hiển thị lên là gần như tất cả các led đều sáng. Và đây là cái chương trình chính. Đây là cái chương trình chính. Thì mình sẽ sử dụng một cái biến, hai biến là led 12 và biến đếm, và một biến size là led 78. Trạng thái ban đầu của hai led là của led 12 là 0, led 78 là 26. Thì sẽ có cái dòng hiện mình sẽ thay đổi cái giá trị của cái mảng dữ liệu hiển thị bằng cách là mình cho cái dữ liệu hiển thị một phần tử số 1 là mã bay đoạn led 12, có nghĩa là led 12 bây giờ nó sẽ ví dụ như là mã bay đoạn ở đây là ví dụ như led ban đầu nó là 0 thì nó sẽ dữ liệu hiển thị một nó sẽ là 0, và cái dòng này thì nó cũng có nghĩa là 0, ban đầu là 0 0. Còn đối với led 78 thì ở đây có nghĩa là phần tử thứ 6 và phần tử thứ 7 của cái mảng dữ liệu hiển thị. Thì đối với cái dữ liệu thứ cái dữ liệu hiển thị 7 này có nghĩa là nó là đang là led thứ 8
thì nó sẽ hiển thị phần đơn vị thì là 26. Ban đầu nó là 26, nó chia cho 10. Chia cho 10 lấy phần dư thì cái lúc này nó sẽ hiển thị số 6. Và 26 chia cho 10 ở đây là phần tử 6, nghĩa là lấy thứ 7 là nó sẽ lấy phần chục thì nó sẽ là 2. Thì trạng thái ban đầu hai lấy nó hiển thị là 0662. Và nó gọi cái chương trình con hiển thị ra để nó quét và nó thay đổi cái và nó quét và nó xuất ra cái dữ liệu hiển thị. Dữ liệu hiển thị mà mình đã gán ở trên đây. Rồi, và mình sẽ có một cái dòng lập for. Đếm nó sẽ chạy 15 lần. Đếm cái dòng lập này sẽ lặp lại 15 lần để nó đếm. Để đếm thì khi mà nó đếm nó sẽ so sánh cái giá trị led 12, ví dụ như nó sẽ so sánh cái led 12 và led 78 để nó quyết định là nó sẽ tăng lên một đơn vị hay là nó sẽ dừng lại. Thì trạng thái ban đầu là 002 và 26 thì có nghĩa là led 12 bây giờ nó đang bé hơn 16, bé hơn 15. Bé hơn 16. Thì led 12 nó sẽ cộng 1 lên. Led 12 nó sẽ cộng 1. Nên là bây giờ là cái giá trị led 12 này nó sẽ lên 1. Và led 78 lúc này là nó đang là 26, nó lớn hơn 1 nên là nó sẽ trừ 2, nên là nó sẽ thành 24. Và cuối cùng là mình sẽ quay trở về cái bước hiển thị để mình thay đổi. Lúc này là led 12 nó cái dư hiển thị nó thay đổi là ở đây là 0, đây là 1, trở đây là 4, đây là 2. Và nó hiển thị ra, sau đó nó bắt đầu nó dòng lập đếm này. Và nó đếm, khi mà nó đếm hết cái dòng lập này thì là lúc này là sẽ có trường hợp là sẽ tới cái trường hợp là led 12 nó vừa đếm tới 13 thôi mà led 78 nó đếm tới 0 rồi, nên là ở đây cái dòng led 78 khi mà nó đếm xong nó chu kỳ của nó, khi mà led 78 nhỏ hơn hoặc bằng 1 thì led 78 nó sẽ dừng lại, có nghĩa là nó bằng 0 cho đến khi nào mà led 12 nó đếm tới 16. Không phải là đếm tới 16 mà là đếm xong chu kỳ nó đếm tới 15 của nó. Và cái giá trị của nó lúc này là 16 thì nó sẽ không tăng nữa mà nó sẽ quay trở về từ đầu. Từ đầu là đây thì nó sẽ gán lại cho led 12 là 0 và led 78 là 26 và nó tiếp tục đếm. Để nó hơi dài. Mình sẽ chạy thử. Ban đầu là led 12 hiển thị số 0, led 78 hiển thị số 26 và nó sẽ bắt đầu giảm, bắt đầu đếm. Led 12 thì tăng lên 1 đơn vị, còn led 78 thì giảm xuống 2 đơn vị. Nó sẽ đếm. Khi mà led 78 nó đếm tới 00 thì led 12 vẫn chưa đếm xong nên nó sẽ dừng lại để nó chờ. Sẽ xem lại. Hai led đếm lên và đếm xuống thì đồng thời với nhau. Lúc này led 12 mới đếm tới 13 thôi mà led 78 đã đếm xong rồi, thì nó sẽ chờ cho đến khi led 12 đếm tới 15 thì chu kỳ này nó mới được lặp lại. Và quay trở về 00 và 26 và nó bắt đầu thực hiện lại cái chu kỳ đếm. Đây là cái lưu đồ này nó không có sửa lại. 16. Cảm ơn thầy đã theo dõi.